How would you like to be invited to a family event where you can get free food, free drinks, free entertainment? So stick around and we're gonna show you how. Neil Tarr, and I'd like to invite you to the Lantern Festival in Springvale. Now, you may have heard of the Lantern Festival, also known as Mid Autumn Festival. And the Chinese, the Vietnamese, and the Cambodians, among other South Asian nations, have been celebrating this tradition for thousands of years. One of the highlights of this tradition is exchanging mooncakes and, of course, eating mooncakes. The other feature of this festival is the Lantern. That's the reason why it's called the Lantern Festival. Now, traditionally, children would make their lanterns, different shapes and size, and then would parade them around town in the evening. Now, the festival normally happens on the 15th day of the 8th month of the Lunar New Year calendar. That's when the moon is brightest. Now, it is actually an opportunity for friends and family to get together and to renew their bonds. Now, Sembak, who is the Vietnamese Association Council in the southeastern part of Melbourne, wants to maintain this tradition. So every year they would run this event, fantastic event, and invite everybody, providing free food, free drink, and everything else. Now, what's different between this year and all the previous years is that this year we're going to make it a multicultural event. Being Springvale, where 80% of this population speak languages other than English, we thought it would be obvious just to invite everybody else. Okay, so today, with a little help from my friends here, I'd like to extend an invitation to other nationalities. And first of all, we got Theresa here. Theresa is actually the president of Sembak. Welcome, Theresa. Please tell us a bit about the festival. Yeah, hi, Neil. Yes, hi, everyone. Hello. Yeah. Hello. Hello. Yeah. Well, trước hết thì cảm ơn Neil Tà đã tổ chức một buổi họp mặt như thế này để giới thiệu về cái chương trình Tết Trung Thu Lantern Festival cho các em thiếu nhi nói chung ở vùng Springvale vào ngày Chủ nhật 23 tháng 9 2018 từ 12 giờ trưa cho tới 3 giờ chiều tại Springvale Shopping Center. Và để nói thêm chút xíu về cái buổi Tết Trung Thu năm nay, thay mặt cho Sinvest với tư cách là chủ tịch, xin giới thiệu với quý đồng hương Việt Nam. Năm nay chương trình tổ chức Trung Thu gồm có ngoài phần văn nghệ như mọi năm thì chúng ta gồm có múa lân, phát quà Trung Thu, dĩ nhiên là phải quà Trung Thu cho các em học thiếu nhi, bong bóng, có barbecue, sausage barbecue. Và đặc biệt năm nay thì chúng ta có phần vẽ mặt và hóa trang cho các em thiếu nhi, có thêm chương trình làm đồng đèn và tô màu cho các em thiếu nhi. Mỗi năm thì chúng ta ngoài cái phần văn nghệ và những cái thủ tục lời kể trên thì năm nay chúng ta đặc biệt có thêm cái phần làm face vẽ mặt cho các em thiếu nhi, thành ra mong quý đồng hương Việt Nam mang con em mình tới tham dự cho cái ngày Tết Trung Thu năm nay được tổ chức có phần quy mô và đa dạng hơn. Ngoài ra chương trình văn nghệ cũng có thêm nhiều tiết mục đặc sắc hơn, như ngoài cái phần văn nghệ bằng tiếng Việt thì hôm nay chúng ta gồm có những cộng đồng bạn như là maybe là có Cambodian, có người Chinese, người Hoa, người Miên, và những cộng đồng sắc tộc khác. Thì một lần nữa thay mặt cho Sinvest kính mong tất cả quý đồng hương mang con em mình tới dự vô Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi, và chúng ta cũng có phần rước đèn và phát quà cho các em thiếu nhi. Thank you, Theresa. Thank you very much. Okay. Now we've got Bruce, who is from the Chinese community. Hi. We'd like to gọi thêm cổ vai phong nhìn gọi hình chúc ở đây mặt bấy sầu cái lắm, multicultural music lắm,
玩氣球啦，同埋有 barbecue sausage sizzle， 同埋有仲有有舞獅，畫畫畫畫面，同埋有lantern making 啦，整燈籠啦，同埋有其他節目。Thank you, Bruce. Okay, so we got Sine here. Sine is a wonderful woman. She's a mother. She's a businesswoman, and she's got thousands of projects going. She's from the Cambodian community, and she's gonna help us pass on the message to the Cambodian community. Okay, Bongbong of the Ngai Atat, Ngai Tin Pai Pai Kai Mun, Tin Yen Festival, Long Time Festival, and Spring Well. Ke Chap Dao Mong Pin Dap Sa Mong Bay, Ke Turn Spring Well, Mien Moko, Mien Face Painting, Mien Huam. So Ngai Pai Pai Kai Mun, Mong Pin Dap, Mount of the Spring Well. Akon. Thank you, Sine. Okay. Now, here we got a special guest. His name is Tien and he's from the Hong Heng Lion Dance Association. Yeah, so when we heard from Neil and Teresa that they've invited us to this special event, I thought it was a great opportunity for us to be doing the lion dance for this event. We hope that it brings a lot of culture and a bit more atmosphere. There's plenty of opportunities to take photos with the lions, and also we have choreographed dancers throughout the whole event and as well as parading around. So please come and say hi to our lion dance troupe, and hopefully you guys all enjoy. Thanks, Ian. Okay, so don't forget to like our video, share our video, and if you've got time, come down and spend some time with us. Have barbecue? Yes. Free drinks? Yeah. Free entertainment. Yeah. And of course, you can take selfies with us to put on Facebook and Instagram. Yeah. Right. See you all there. Yeah. Cheers. Cheers. Bye. Yeah.